Mỗi sáng thức dậy, bước ra khỏi giường, điều đầu tiên bạn làm là đánh răng, rửa mặt và đi toilet. Có bao giờ bạn nghĩ đến ai là người sáng chế ra cái toilet? Toilet hoạt động như thế nào? Lịch sử của toilet là gì? Và trước khi có toilet thì người ta đi vệ sinh bằng cái gì? Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Không Cái Gì Tự Nhiên Mà Có. Đây là các video giải đáp tất cả mọi thắc mắc hùng điên của các bạn. Giờ thì quay lại với chủ đề cái toilet ngày hôm nay nhé. Toilet dịch sang tiếng Việt là nhà vệ sinh, buồng vệ sinh. Nhưng cái mình muốn nói ở đây là bồn cầu, hay còn gọi là cái bồn vệ sinh. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, bạn chỉ cần đứng dậy và nhấn nút. Chuyện còn lại bạn không cần phải lo nghĩ đến nữa. Tuy nhiên, tổ tiên chúng ta lại không được may mắn đến như vậy đâu. Cái thời mà đất rộng người thưa, dù lịch sử không hề nhắc, nhưng mà chúng ta cũng có thể tự hiểu là con người đi vệ sinh ở những nơi không ai nhìn thấy và dùng đất lấp lại để tránh mùi hôi. Đây là hình cái toilet vào năm 2350 trước công nguyên, được xem là di tích khảo cổ của hệ thống thoát nước phòng vệ sinh ở Lothal, ngày nay là ở Ấn Độ. Các nhà vệ sinh này được xây bằng gạch, kết dính với nhau bằng vữa thạch cao, dính liền với hệ thống thoát nước. Người dùng phải tự xả nước làm sạch. Nôm na là ai xài xong thì phải tự xách nước mà đi xả. Nhìn hình có thể thấy là tổ tiên chúng ta phải ngồi xổm để hành sự rồi phải không? Tiếp theo là nền văn minh La Mã. Có một bước tiến bộ hơn khi nâng cấp ghế ngồi cao hơn hệ thống thoát nước. Trong hình là một nhà vệ sinh công cộng được xây ngay trên con sông, nên luôn có một dòng chảy liên tục để rửa trôi chất thải. Tuy nhiên, cách sắp xếp này lại rất gần nhau, nên vào đây rồi thì không còn ai có bí mật gì nữa. Vậy thì giới nhà giàu như vua chúa hay hoàng tộc thì sẽ đi toilet như thế nào? Có hai cách. Một là đi hẳn vào bình chứa trong phòng riêng và người hầu sẽ lấy chất thải đi vào mỗi sáng. Cách thứ hai để giới nhà giàu đi toilet là xây hẳn một cái trong lâu đài của mình. Tuy nhiên, chất thải sẽ rớt xuống dưới và người hầu sẽ dọn dẹp lại sau. Nhìn hình là các bạn hiểu rồi phải không? Cách này cũng có hai loại nha. Một là đường ống sẽ giấu bên trong lâu đài. Hai là để chất thải nó rơi tự do. Rất là sáng tạo phải không? Chỉ tội cho người hầu bên dưới hoặc ai đó vô tình đi ngang qua mà thôi. Vào thế kỷ 16, John Harrington, một trong 102 đứa con do nữ hoàng Elizabeth I của Vương quốc Anh đỡ đầu, được xem là người sáng chế ra bồn cầu xả nước mà chúng ta dùng hiện nay. Năm 1596, ông thiết kế ra một ghế ngồi có lỗ gắn liền với bồn chứa, có một van xả để xả nước, đặt tên là Isaac. Khi người dùng kéo cần gạt, nước sẽ tự động thoát ra và xả trôi chất thải đi. Ông đã lắp một chiếc cho nữ hoàng Elizabeth I tại cung điện Richmond, nhưng bà từ chối không dùng đến vì quá ồn. WC là từ viết tắt của Water Closet, chứ không phải là Washington DC như Việt Nam mình hay nói nha. Dịch sát có nghĩa là cái tủ nước. Đây là minh chứng cho việc di dời buồng vệ sinh từ bên ngoài vào bên trong nhà, có cửa che chắn. Năm 1775, thợ máy người Scotland Alexander Cumming là người nhận bằng sáng chế cho công nghệ S-trap, đặt nền móng cho bồn cầu xả hiện đại. S-trap là một phần ống hình chữ S được thiết kế để giữ chất lỏng và ngăn chặn dòng chảy không mong muốn. Trong suốt những năm 1800, người ta nhận ra rằng điều kiện vệ sinh kém sẽ gây ra bệnh tật. Cho nên nhà vệ sinh và hệ thống cống rãnh có thể kiểm soát chất thải của con người trở thành ưu tiên của nhà nước lúc bấy giờ. Năm 1829, khách sạn Tremont ở Boston, Mỹ trở thành khách sạn đầu tiên có hệ thống ống nước trong nhà. Cho đến năm 1840, hệ thống ống nước trong nhà chỉ có thể được tìm thấy ở những gia đình giàu có hoặc trong những khách sạn lớn. Thomas Grapper, một doanh nhân người Anh và cũng là một thợ sửa ống nước, đã có công cải tiến công nghệ S-trap thành U-trap để bồn cầu không bị khô và cũng không bị tràn. Quá thông minh phải không? Ngoài ra, ông còn nhận thêm 9 bằng sáng chế khác đều tập trung vào việc cải thiện bồn vệ sinh. Xem như cả đời ông Thomas này chỉ sinh ra là dành cho nhà vệ sinh mà thôi. Một điểm thú vị nữa là ngày nay chúng ta đi mua giấy vệ sinh, kén chọn giữa loại 2 lớp, 3 lớp, mềm hay không mềm. Nhưng trước đó, người ta phải dùng lá, đá, lông động vật hoặc thậm chí là vỏ sò để lau chùi. Thời La Mã thì dùng cây khô, có một đầu gắn miếng bọt biển. Miếng bọt biển này có thể dùng một lần hoặc làm sạch bằng giấm và nước muối để tái sử dụng. Năm 1857, nhờ phát minh của ông Joseph Gayatti, mà chúng ta mới có giấy vệ sinh trắng sạch để dùng hiện nay. Trên thế gian này có hai loại người cực kỳ đối lập nhé. Loại đặt cuộn giấy vệ sinh kéo từ trên xuống và loại đặt kéo từ dưới lên. Bạn có thể thấy lịch sử bồn toilet phát triển từ thời ăn lông ở lỗ, từ cái thời mà chất thải vệ sinh không hề được xử lý, đến hệ thống thoát nước đặt bên ngoài nơi ở. Và sau đó là công nghệ xả nước bồn cầu đặt ngay trong nhà vệ sinh, kế bên giường ngủ của mỗi hộ gia đình. Bồn cầu toilet hiện nay xuất hiện dưới nhiều hình thức như bồn cầu ngồi,
bồn cầu ngồi xổm, hoặc bồn cầu xả bằng lực hút để dùng trên máy bay. Cải tiến hơn nữa là bồn cầu của Nhật Bản có chức năng làm nóng và xịt nước tự động. Xịt ở đâu thì ai thích ở đâu thì xịt ở đó. Tuy nhiên, trên toàn thế giới có 4 tỷ 2 người sống mà không có nhà vệ sinh và khoảng 673 triệu người đại tiện lộ thiên. Bạn có biết ngày 19 tháng 11 hàng năm là ngày toilet thế giới, tiếng Anh gọi là The World Toilet Day của Liên Hợp Quốc, để truyền cảm hứng cho hành động giải quyết cuộc khủng hoảng vệ sinh toàn cầu. Trong một xã hội, nếu mà hệ thống vệ sinh không được xử lý an toàn thì sẽ rất dễ lây lan dịch bệnh. Mong rằng xem hết video này, các bạn sẽ nhìn lại cái bồn cầu toilet ở nhà mình bằng con mắt long lanh, và đừng xem những điều xung quanh mình là điều hiển nhiên nữa nhé. Bạn có biết ai cũng đang thắc mắc về cái toilet không? Gửi ngay video này cho người đó nhé, người ta sẽ rất là biết ơn bạn đó.